Ủa? Ủa Ngày mà mai con thi mà. Sao không chịu lo học bài đi? Bây giờ còn ngồi đó đọc truyện nữa. Cô giáo con đâu? con đâu biết, đâu thấy tới đâu. Bộ mẹ cắt hợp đồng với cổ rồi hả? À, có điện thoại kìa. Có điện thoại kìa, dậy nghe được không? Alo. Dạ đúng rồi ạ, đây là số điện thoại của Diễm My. Dạ. Dạ. Ê, My. Bộ hôm nay á hả, bà không tới dạy hay sao? Người ta nói bà không tới dạy kìa. Có tiếng đúng không? Không có dạy mà. Thì sao bên này gọi nói bà không tới dạy? Nào nữa. Thì bên dạy thêm đó, bên nào? Bên ta. Ôi, thằng xã hội đen. Có dạy. Chú gì vậy? Chú gì vậy? Điện thoại. Dài đâu mà mỗi lần vô như chui cái lỗ trái vậy. Ê, thấy cô giáo tới không biết chào hả mày? Tới giờ học qua bà ngồi học nha. Cô nhậu xỉn rồi đúng không? Xỉn thì sao? Xỉn xỉn mà vậy là vậy nha. Bố đây không phải là nhà trọ của cô. Cô muốn ngủ thì đi về nhà mà ngủ. Đâu có ngủ đâu. Đang suy nghĩ đề thi cho em mà. Cũng dẻo miệng lắm. Nè, học bộ hết từ giận chưa đó? Đương nhiên là rồi. Trả lời thử coi. Kiếm sống tiếng Anh là cái gì? Kiếm sống hả? Ờ. Earn a living. Đúng rồi. Sao hay vậy trời? Vậy từ từ tiếng Anh là cái gì? Gì? Từ từ hả? Take one time. Ôi, sao tiếng bộ nhanh dữ vậy trời? Yeah, em nhìn đi. Cái từ này là đang ở dạng nguyên mẫu nè. Nhưng khi mà mình đổi qua verb 3 thì sẽ... Cô nói ngọng rồi kìa. Nè, nhìn cái đã mới hiểu được bài. Nhìn nè. À. Cô biết rồi,
cô sẽ hát cho em cái bài này. Thì sau khi nghe xong em sẽ rất là dễ hiểu. He is the she she did is he is she is the... Hát tiếng Anh hay tụng tiếng Phạn vậy trời? She said to the boys, "Trăng, nè, tôi chán nghe cái giọng của cô lắm rồi, nhức đầu quá. Trăng used a cô sao vậy? Cô mắc ói hả? Không có áo, còn không có ai đâu. Ê, nè, giữ lại. Ê. Đức ơi, làm gì mà uống nhiều dữ vậy? Đức ơi, để tôi. Sao? Tôi bình thường, tôi đứng được, tôi không có sao hết ta. Đúng rồi, cô thì không sao, tôi mới là người có sao nè. Chắc là lần đầu cô bị như vậy á, cậu thông cảm nha. Em chuẩn bị thi tiếng Anh rồi. Thôi, học tiếp đi. Học cái gì thi? Tôi mà thi rớt tôi về tôi quét mẹ tôi đuổi gì cô vô coi. Thôi đừng bỏ qua đi. Cái con bé này bình thường nó mới vậy đâu, nó xỉn lên nó mới vậy đó. Thôi đi mình đi nè. Đi về. Đi nha. Thôi xin lỗi nha, đừng đánh nha. Đi. Cúi đầu. Ôi da, đau quá. Kim xong tiếng Anh là cái gì? But a really. Trời ơi, trời ơi. Rồi. Lúc em nhận được đề thi, em cũng ngạc nhiên lắm. Không hiểu tại sao lại trùng hợp đến như vậy. Em nghĩ tôi sẽ tin những lời nhảm nhí của em đó hả? Chẳng qua là nể mặt mẹ em, cho nên tôi bỏ qua chuyện này thôi. Em nói thiệt mà cô. Em nói thiệt hả? Vậy em viết tiểu thuyết đi, viết đi. Thiệt mà, sao cô không tin em? Trời ơi.